like a Hellcat. Hôm nay mình vừa mới đi ra thử di động đây. Mình đã mua một chiếc điện thoại hàng cũ, hàng đổi trả đấy. Ở ngoài thử di động. Ở đây, chiếc điện thoại mình mua là cái S10 Lite này. Mình mua với giá là 6.900.000. Và nó vẫn còn 7,5 tháng bảo hành chính hãng. Hộp phụ kiện đầy đủ. Đây, hộp này hộp cũ. Mình mua về. Mình đã test trước kỹ ngoài đấy rồi nên mình mới lấy về. Tại mua hàng cũ nên phải test cẩn thận. Đây mình đã lấy nó ra. Trên hộp đây thì có một hộp. Thường thường là hộp này nó sẽ đựng ốp và sẽ hướng dẫn. Cái điện thoại này lúc mình đặt trên web thì có đủ hết phụ kiện cả ốp. Nhưng mà lúc mình lấy về thì là không có ốp. Thế là Thử Di Động đã giảm giá cho mình 100.000. Không có ốp và không có quay lấy sim. Đây chiếc điện thoại của chúng ta đây. Nó vẫn còn khá là mới, hình thức mới về tầm 98-99%. Và hôm qua mua về mình đã đi dán luôn cái cường lực đấy, đỡ bị xước kính. Máy này thì nó không bị xước chỗ nào, chỉ có một chỗ duy nhất đây. Bị màu trắng trắng đây. Đó nhìn tổng thể rất là mới. Mình đã cài vân tay đầy đủ đây. Màn hình cũng không bị ám màu ấy. Hay là có vạch sáng cái gì hết. Về cách test này thì các bạn xem trên YouTube rất là có rất là nhiều cách rồi. Dùng rất là ngon. Về giới thiệu điện thoại này thì mình chủ yếu mua về là để có điện thoại mới quay video nét hơn cho các bạn xem. Đây. Nó có khá là nhiều chế độ đây. Lúc mình xem trên YouTube người ta review thì là có chụp lấy phông, chụp xóa phông. Nhưng đây mình tìm thì lại không thấy. Để tí mình sẽ tìm hiểu lại xem. Cái này có quay video tối đa là 4K, 30fps. Mình sẽ để điện thoại sang một bên. Còn khá là mới. Cam thì không bị xước hay bụi bẩn thì màu đen. Đây là củ sạc của nó. Cái nó hơi mờ chắc các bạn không thấy rõ được. Đây, sạc Samsung. Cái sạc rất là nhanh, sạc 25W. Cái máy này hỗ trợ sạc tối đa là 45W nhưng người ta chỉ cho củ sạc 25W thôi. Đây, dây cáp, Type-C đây. Và cắm điện thoại. Khi mua thì các bạn cứ test tất cả sạc với tai nghe ở ngoài đấy đi. Ok thì mình lấy. Đây tai nghe của nó cũng là đầu tai nghe Type-C. Cái dòng này thì tai nghe chỉ là của Samsung thôi, không phải của AKG. Cái nghe nó khá là cùi. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn để xem cách nào mà chọn mua hàng cũ trên Thế Giới Di Động ấy, thì mình sẽ mua được hàng đổi trả chứ không phải là hàng trưng bày. Hàng trưng bày thì nó sẽ zin 100%, tuy nhiên là người ta sẽ bật trưng bày suốt 24/24, thế thì màn hình nó sẽ nhanh bị hỏng và pin nó cũng sẽ không được tốt. Đây mình mua con này pin nó cũng rất là ngon. Mình chơi một trận Liên Quân thì mất chỉ có 2-3% pin thôi. Dùng pin rất là trâu. Thì đó chính là cách theo như mình nghĩ thì là như sau. Mình nghĩ là nó sẽ đúng khoảng tầm 95%. Bởi vì là khi mà người dùng mua máy thì người ta sẽ phải dùng tháo sạc và tai nghe ra để người ta nghe. Và người ta sẽ bỏ đi những cái giữ của ban đầu và khi mình mua mới đấy. Nên là khi đổi trả Thế Giới Di Động người ta sẽ dùng những cái nịt như này. Người ta cuốn lại. Thì mình cứ tìm trên cái hàng cũ mình tìm ảnh. Xem tí mình sẽ quay video tìm cho bạn xem. Xem những cái nào mà nó thấy được là có nịt buộc này thì mình sẽ đoán là hàng khách đổi trả. Còn những hàng mà trưng bày thì mình nghĩ họ sẽ không tháo sạc và không tháo tai nghe ra. Nên là nó vẫn sẽ có cái giữ ban đầu. Đấy là cách phân biệt theo suy nghĩ và ý kiến của mình. Các bạn có thể tham khảo theo. Đây mình đã dùng cách như vậy và mình khi mà mình đặt máy về thì mình ra cửa hàng mình hỏi các nhân viên thì người ta sẽ kiểm tra cho mình xem là máy trưng bày hoặc là máy đổi trả được. Và theo cái ý kiến của mình thì mình đây là đúng là máy của người ta đổi trả chứ không phải là máy trưng bày. Thì hôm qua lúc mình vào chỗ
giới thiệu điện thoại đây. Thì cái chỗ này người ta ghi là F10 Lite của tên của khách cũ. Mình cũng biết đây là máy người ta dùng rồi. Đây, mình sẽ test trực tiếp cho bạn xem. Các bạn nào muốn mua điện thoại cũ mà thiếu di động thì cũng họ cũng khá là uy tín, thì mình đã chọn mua điện thoại cũ ở đây, giá khá là rẻ. Chứ điện thoại mới thì rất là đắt. Các bạn có thể chọn, có rất nhiều dòng điện thoại này. Bây giờ nó hết giảm giá rồi, lúc cái đợt mình mua nó vẫn còn giảm giá. Sẽ chọn toàn quốc thôi cho nó nhiều máy. Các bạn có thể chuyển từ những siêu thị khác về chỗ gần nhà mình và sẽ mất 50k. Thì khi mà người ta có thông báo mà mời các bạn ra cái siêu thị mà các bạn nhận hàng hay đóng tiền, thì các bạn sẽ mang 50.000 ra để đóng và đợi máy về thôi. Thì nó mới cộng lại khá là tốt này. Và mình khuyên các bạn là sẽ chọn cái máy nào còn bảo hành của hãng, còn bảo hành của Thế Giới Di Động này, thì mình thấy người ta sẽ không bảo hành màn hình cho mình. Nên là mình muốn chọn những con nào còn bảo hành của hãng, nó sẽ tốt hơn. Đây, con điện thoại giống của mình này. Bây giờ đang ở trong Hồ Chí Minh đang dịch khá là căng nên là người ta sẽ không chuyển về chỗ mình được. Các bạn sẽ chọn chỗ nào mà nó không phải trong vùng dịch thì người ta sẽ chuyển hàng được. Chủ yếu là trong Hà Nội với Hồ Chí Minh. Đây, giúp con này cao bằng thì bạn sẽ ấn chuyển về đây. Các bạn chọn họ tên số điện thoại, chọn tính danh của các bạn. Đây, mình sẽ xem qua con. Thì bạn cứ xem kỹ xem nó bị xước sát gì không. Đây, con này máy đằng sau còn nguyên mặt siêu đằng sau này. Đây, phụ kiện nó để nhìn được mỗi cái sạc. Đây, và còn cái bảo vệ như cái đựng như kiểu lúc máy mua mới đấy, thì mình nghĩ đấy sẽ là máy trưng bày, bởi vì nó đấy là theo suy nghĩ của mình thôi. Nên mình sẽ xem thử luôn con này. Cái này thì cũng không có. Đấy, vẫn thì mình cũng không chắc được, nhưng mà các bạn cứ xem những cái nào mà người ta buộc bằng nịt đấy thì mua, thì nó sẽ khả năng cao là máy người khách đổi trả. Và cái này thì các bạn phải sẽ đọc phụ kiện ở đây. Mỗi máy nó sẽ có những phụ kiện đi kèm khác nhau chứ không phải là máy nào cũng đủ. Các bạn xem kỹ. Đấy, theo như thế này có lên nịt đây. Thì mình nghĩ khả năng cao sẽ là máy khách đổi trả. Các bạn cứ xem kỹ các góc và các camera xem nó bị xước sát gì không. Thì các bạn chuyển về. Đọc phụ kiện đây. Thì cái máy này thì khá là mạnh. Pin trâu dùng rất là thích. Video hôm nay mình mở hộp chỉ có vậy thôi, chứ mình mua về để muốn quay video cho các bạn xem được nét hơn. Nếu bạn thấy sự khác biệt của hai máy, máy đang quay và máy mới đây. Đây có khá khá nhiều chế độ, rất nhiều đây. Và quay trôi nhanh này.
Video hôm nay chỉ có vậy thôi. Chào tạm biệt các bạn.